Vâng, xin chào quý chú bác anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bãi nhớ đăng ký kênh. Thì hôm nay em lên clip số 79 về đồ nghề ha. Thì em cũng xin nhắc lại hình thức giao dịch bên em là chuyển khoản đơn trên 300 thì sẽ bao ship, và đơn dưới 300 thì vui lòng chuyển thêm dùm em là 10.000 tiền phí ship. Khi ship hàng, khi chốt hàng thì anh chị mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề khi bên em vừa lên clip ha. Anh chị mình cứ điện thoại liên tục dùm em, hoặc là ngày hôm sau thì anh chị mình nhắn tin dùm em ha. Và bên em không sử dụng Zalo để chốt hàng. Thì em đi vào chi tiết clip 79 ngày hôm nay. Đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 là một cây kìm cắt của hãng cây 3. Hàng này là hàng lưu kho chưa sử dụng ha. Nhưng mà để bãi lên nhiều khi nó có ố ố hả chị ha. Cũng có ố ố. Lưỡi cắt còn đẹp, hãng cây 3 ha. Cây 3 logo con ngựa. Phần vỏ dưới còn đẹp nha chị ha. Không có bị rách. Rồi, mã số 1 chiều dài là khoảng 12.5 cm. Đây là phần đầu trên 12.5 cm dùm em. Đó. Rồi, mã số 1 giá là 70.000 một cây. Mã số 1 70. Có lò xo tự búng ra chị. Cắt ok ha. Rồi, mã số 1 70.000 một cây kìm cắt của hãng cây 3. Tiếp theo lên mã số 2. Số 2 là một cây kìm nhọn này, cây này của hãng Tribic ha, Tribic Nhật Bản. Mã số 2 giá 140. Thì cây này còn khá mới. Cây này còn rất là mới ha. Chỉ vòng vàng bên ngoài thôi. Đó. Vỏ còn đẹp không chị? Có logo Zozic nội địa Nhật đàng hoàng, vỏ không có bị rách, bị cắn gì hết. Chiều dài là khoảng 16.5 cm. 16.5 cm ha. Đây là răng hàm bên trong. Răng bên trong ha. Đó. Lưỡi cắt thì khít. Rồi, mã số 2 giá là 140. Số 2 140 ha, một cây kìm cắt của hãng Tribic Nhật Bản. Số 2 140. Em lên mã số 3. Số 3 là một cây kìm cắt của hãng KTC. Thì dòng này là dòng cao cấp chuyên cắt của hãng KTC ha. Dòng sản phẩm là PN1150 Japan KTC anh chị ha. Cây này thì phần vỏ dưới nó bị bẻ tới đây rồi. Về anh chị mình có thể mình quấn dây thêm dùm em bên ngoài ha. Rồi mình sử dụng cây này thì lưỡi còn đẹp, không có bị hở sáng. Đó. Phần trên còn đẹp ha. Có phần vỏ dưới này hơi xấu một chút, về anh chị mình quấn dây vải, dây điện thêm, dây băng keo điện thêm dùm em, rồi mình sử dụng thôi. Này. Rồi, mã số 3 chiều dài là khoảng, dòng này chuyên cắt nha anh chị ha, 16 cm. Dòng này cũng là dòng hàng cao cấp của KTC, 170. Đó, có một cái lỗ tút dây điện nha anh chị. Lưỡi cắt không có bị hở ha. Lưỡi cắt không có bị hở. Rồi. Đây, em view kỹ cho anh chị mình xem ha. Rồi, mã số 3 giá 170. Tiếp theo. Em lên mã số 4 là một cây kìm. Cây kìm nguội, cây này của hãng số 4, cây này. Cây kìm nguội của hãng Tribic ha. Tribic có logo Zozic nội địa Nhật. Thì hình thức bên ngoài mặt sau có hơi nhăm nhăm một tí anh chị ha, nhưng mà lưỡi không có bị hở. Cây này thì size là 21 cm. Răng đều ha. Có nhăm nhăm để bãi nên nó bị nhăm nhăm một tí, phần nhăm nhăm nha chị. Đó. Rồi, mã số 3. Mã số 4 giá là 180. Có nhăm nhăm như thế này ha, anh chị mình xem kỹ, phần dưới thì đẹp rồi. Có phần trên như thế này ha, để bãi chỗ này nước mưa ẩm đọng lại nên nó bị rỉ rồi. Rồi, mã số 4 giá là 180 ha. Đó, cắt vẫn được nha chị. Về dũa thêm một tí giùm em cũng được. Lưỡi thì không có bị hở. Đây. Đây ha, lưỡi không bị hở. Rồi, mã số 4 giá 180. Số 5. Em lên một cây kìm điện của hãng Fujiya. Cái này vỏ còn đẹp đẹp ha. Có logo Zozic nội địa Nhật này. Mà sau cũng vàng tí thôi. Không bị hở sáng, vân xước vẫn còn. Chiều dài là khoảng 19 cm. Răng bên trong ha. Răng bên trong đều. Rồi, mã số 5 giá là 200. Số 5 200 ha. Cắt ok ha anh chị. Rồi, mã số 5, một cây kìm của Fujiya. Size là 19 cm. Số 5 200. Số 6. Em lên một cây kìm điện nè.
Cái này của hãng Kelvin Tool này, ông già leo cột điện. Cái này của Mỹ, M3. Thì cây này hình thức, cây này thì về anh chị mình sử dụng thôi. Cây này dài thì lực anh chị mình kẹp nó lớn. Cây này phần vỏ bị rách rồi ha. Đó, phần vỏ bị rách như thế này. Rồi, phần bên trên Kelvin Tool ha, ông già leo cột điện. Phần bên này thì có ngàm, có hở sáng anh chị ha. Ngàm có hở sáng rồi. Răng cỏ bên trong. Những cây này thì anh chị mình sử dụng chức năng là kẹp ở trên này thôi. Đó, răng là đều ha. Răng đều, không có bị cấn gì hết. Thì anh chị mình sử dụng chức năng kẹp thôi. Còn cắt thì vẫn cắt được nhưng mà không có ngọt mấy, hoặc chị mình có thể dũa lại. Chiều dài cây này là 24.5 xăng. Rồi mã số 6, giá là 400. Một cây kìm điện của hãng Kelvin Tool. Đó, anh chị mình cắt vẫn được ha. Hoặc là cắt mép bên dưới ha, cắt dưới vẫn ngọt. Đó, cắt dưới vẫn ngọt ha. Rồi mã số 6, giá là 400, size 24 xăng. Số 7 em lên một cây kìm của hãng Canipet của Đức ha. Cây này số 7 giá là 250. Thì cây kìm Canipet của Đức này chiều dài là khoảng 22.5 xăng. Phần vỏ dưới anh chị ha, cũng có cấn thôi chứ không có rách ra. Đó, 22.5 xăng. Rồi phần trên này thì cây này bị hở sáng nha. Cây này bị giống như bị nổ điện ha. Rồi bề mặt bên ngoài, bề mặt bên ngoài thì không có bị nhâm rỉ vô trong nhiều. Về anh chị mình chà đi. Hở sáng như thế này. Vẫn kẹp bên, anh chị mình cắt bên trên và bên dưới đều được ha. Rồi răng bên trong. Răng đây ha. Đó, răng thì em view kỹ cho anh chị mình xem, cũng có coi sử dụng rồi ha. Giờ em test cắt dây điện cho anh chị mình xem. Mã số 7, giá số 7 là một cây kìm Canipet của Đức, giá 250. Cắt vẫn được nha. Số 7, 250. Đó, cắt anh chị mình tránh cái lỗ ra, mình cắt ở trên ở dưới vẫn được ha. Số 7, một cây kìm Canipet của Đức. Số 7 giá 250. Số 8, em lên một cây kìm này thì anh chị mình sưu tầm cũng được nè. Số 8 300. Thì cây này là của hãng Macvo, Macvo của Japan ha. Cây này thì còn khá là mới, Japan. Cán nhựa màu vàng. Có phần bấm cốt. Phần này là không bị hỏi sáng ha. Có một lỗ tuốt tia điện ở trên là còn sáng đẹp ha. Đây, anh chị mình thấy nó không có bị hỏi sáng. Rồi răng ngàm bên trong, răng đẹp ha. Mã số 8 thì một cây mắc vô chiều dài là khoảng hơn 20 xăng. Mã số 8 giá là 300. Chỗ này anh chị mình bấm cốt ha. Mắc vô dòng sản phẩm là MA380L. Đó, cắt ok ha. Này. Rồi số 8 300. Số 9 em lên một cây kìm. Cây này 207. Số 9 cây này là của hãng Fuji ra. Cây này là giống như dòng cách điện 1000V nha anh chị ha. Phần vỏ rất là dày. Made in Japan ha. Fuji ra có logo Zoic nội địa Nhật đầy đủ. Thì cây này có phần này hơi hở một tí thôi nha anh chị ha. Anh chị mình cắt vẫn ok. Cây này cách điện 1000V. Chiều dài là khoảng 22 xăng. 22 xăng ha. Trong này có một số thông số này. Đó. Có cảnh báo này, có gì đây anh chị ha. Vỏ rất là dày. Chỉ có hơi nhăm nhăm một tí phần lưỡi anh chị mình cắt thôi, nhưng mà mình xài mình cắt vẫn được. Đó, cắt vẫn ok ha. Cắt ngay phần nhăm nhăm nè. Rồi phần dưới. Răng ngàm bên trong. Răng ngàm ha anh chị ha. Chiều dài là 20, gần 22 xăng. Mã số 9 giá là 207 ha. Số 9 207. Số 10 em lên một cây cái thước ha. Số 10 là một cây thước của hãng SK, dòng SK Seiki ha, Seiki. Thì cây này là đo cơ khí. Đo cơ khí. Chiều dài là 10 cm ha. Độ nhỏ nhất là 0.1 mm này. Anh chị mình đo được 10 cm ha. Đây là phần thước. Hàng chuẩn Make in Japan ha, SK. Thì đây là phần thước ha anh chị. Đó, đây là phần thước ha.
còn trong vỏ nên anh chị yên tâm là nó còn đầy đủ và còn khá là mới ha. Kéo ra thì cái này anh chị mình sẽ là thao tác đo nhanh ha, đo nhanh trượt nhanh 10 cm. Rồi mã số 10 giá 250 ha, mã số 10 giá là 250 một cây thước đo, một cây thước của hãng SK. Số 10 250 một cây thước 10 cm ha. Một cây thước kẹp 10 cm, mã số 10 250. Số 11. Em lên một cây vít. Thì 11 là một cây vít BH3 của hãng BB Switchmax. BH3 ha. 11 140 Switchmax này. Thì bề hình thức bên ngoài chỗ này thì cũng có cấn nha chị ha. Phần vỏ cũng có cấn như thế này. Đó. Rồi mặt trên ha. Mặt trên. Còn đây là phần xi mạ thì cũng có chóc xi chỗ này ha. Đầu BH, đầu hết BH3. Đó. Còn sử dụng ok anh chị. Có nhăn nhăn nhưng mà anh chị mình xài vẫn được ha. Về xài thôi, cây này thì không có sưu tầm được ha. Rồi mã số 11 giá là 140. Chiều dài là khoảng 27 cm, phần tới đây là khoảng 15 cm ha. 11 140. 12. Em lên một cây kìm mỏ quạ. Cây này là của AC ha, có logo Sojic, hàng chuẩn nội địa Nhật ha anh chị ha. AC ngàm mang cá. Mã số 12 giá 160. 12. Thì cây này là size 250, 250 ngàm mang cá ha. Đó. Có phần rách một tí này chỗ này thôi anh chị. Đây, rách một tí chỗ này thôi. Dạ, dán băng keo điện lại là mình xài được ha. Rất là độ bám dính băng keo điện rất là tốt, anh chị mình dán này là xài được rồi. Đó, anh chị mình thấy ngàm mang cá còn sáng ha. Răng ngàm bên trong này không có bị dấu cấn nha anh chị ha. Không có bị cấn, bị dấu, bị chày gì hết. Đây. Rồi mã số 12 giá là 160, một cây kìm mỏ quạ của hãng AC Nhật Bản ha. Có logo Sojic ở Nhật, mã số 12 160. 13. Em lên một cây 13 một cây. 13 là một cây rút rive ha. Cây này là của hãng Macvo Nhật Bản luôn, thép là CRMO. Thì cây này chiều dài là khoảng 27 cm, có gác đầu đây anh chị ha. Đây gác đầu là không thấy số anh chị ha, có thể là tem bên ngoài, tem nhựa rớt ra rồi. Thì gồm có 4 đầu như thế này, kèm theo là có đầu anh chị mình mở đầu ha, một cái những cái lục giác để anh chị mình mở đầu. Hình thức sơn thì cũng có chóc sơn ha. Rồi phần đầu còn đẹp nè, phần đầu rút. Lò xo búng ok anh chị, lò xo thì hoạt động mạnh ha. Để em test thử cho anh chị mình xem. 13 giá là 350 ha. Tầm 3 cái nha anh chị ha, mình sẽ tầm 3 lần. Đó, ok ha. Đó. Đó, 3 lần ha. 3 đến 4 lần. Đầu rút ok ha. Rồi. Mã số 13 giá là 350 ha, 13 350. Tiếp theo em lên mã 14. 14 là một cây kìm MCC, cây mỏ led. 14 190. Thì đây là một cây mỏ led còn trong vỏ của hãng MCC. Size là 200, có logo Sojic nội địa Nhật đàng hoàng. Đằng sau này ha, một số dòng sản phẩm của MCC. Thì cây này là size 200. 200mm MCC có logo. Trời ben ha, xi mạ còn sáng đẹp anh chị ha. Đây là phần đầu trên, không có bị chóc xi ha. Ngàm bên trong, ngàm sáng đẹp không? Đó. Rồi. Ngàm mở tối đa là khoảng 2.5 cm. Chiều dài là khoảng 20.5 cm. Rồi, mã số 14 giá là 190. Một cây mỏ led của hãng MCC, size 200, 14, 190. 15, em lên một cây kéo vải. Thì những cây này thì bên em lựa chọn là hàng chất thép này rất là tốt. Hai lớp thép hết nha anh chị. Hai lớp thép, K
Cây này thì rất là xịn. Chữ ha. Anh chị mình nhìn thấy là mình thấy là chữ khắc rất là sâu rồi. Chữ khắc rất là sâu. Thì những cây này đều hai lớp thép hết ha. Và không có bị nhâm rỉ vô trong lưỡi nhiều nha anh chị. Chỉ có chút một chút bên ngoài thôi. Về anh chị mình test cái khung vải đây, em test cách vải cho anh chị mình xem. Mặt bên này ha. Những cây này thì về anh chị mình xài luôn cũng được. Hoặc kỹ thì anh chị mình mài thêm chứ rất là bén rồi. Đây. Phần mũi ha. Đó. Rồi cắt xuống dưới. Rất là ngọt. Mã số 15, 200.000 một cây kéo vải size là hơn 24 xăng. 15, 200. 16. Em lên một cây búa nhựa. Thì cây này là của Mỹ. Đây. Của hãng Chipco ha. Chipcon New Plastic Corporate LA ha. Giống như viết tắt của Los Angeles đấy đó. Rồi phần cán nha anh chị ha, cán gỗ. Thì bên này là búa nhựa nha anh chị ha. Hai đầu là bên này nhựa, phần giữa là giống như bằng nhôm hay là nó rất là nhẹ luôn. Búa này rất là nhẹ. Hai bên là đầu bằng nhựa, nặng là khoảng 150g. 150g ha. Chữ ha. Đó. Thì những cái này là ram ram thôi chị, không có bị nứt ha. Ram ram thôi. Có mỗi phần này nè, hơi cấn một tí chỗ này nha anh chị. Còn những cái phần này bị ram ram nhẹ nhẹ thôi, không có bị kiểu không phải là bị nứt nha. Đó, anh chị mình vẫn xài bình thường. Rồi. Chiều dài là khoảng 29 xăng. Phần này là tầm hơn 8 xăng và đường kính đầu đóng là khoảng 2.3 xăng. Rồi mã số 16, giá 250. Một cây búa nhựa của Mỹ ha. 16, 250. 17. Em lên một cây búa đinh. 17 là một cây búa nhỏ đinh. Thì cây này là của có chữ Foil Selen Craftsman ha. Zro. Đó. Zro Craftsman ha. Phần cán. Phần cán đây anh chị ha. Phần cán còn chắc chắn. Còn phần thân chỗ này thì chỗ này ha, cũng có mòn tí anh chị. Mòn ha. Giống như kiểu đóng trượt mà nó rớt vô đây ha. Đóng cây đinh trượt nó rớt vô đây, nó cấn ha. Búa này thì giống dáng búa Mỹ nha anh chị ha. Phần đầu giống phần đầu búa Mỹ này. Rồi. Chiều dài phần này tầm 12 xăng. Chiều dài cán là khoảng hơn 30 xăng. Và đường kính đầu đóng là tầm 2.4 xăng ha. Nặng là 600g. Nặng 600g nha anh chị. Mã số 17 giá là 230. 18. 18 em lên một bộ đan và năng. 18 thì bộ này là của hãng Titan. Hàng của Titan là anh chị mình yên tâm về chất lượng rồi. 18 một cây đa an toàn của hãng Titan. Giá mới của nó là tầm 9.450 yên này. Khoảng là 1.8, 1.9 chưa gồm phí ship cho Việt Nam ha. Anh chị mình thấy là chuẩn Titan. Titan Pro ha. Rồi, giờ em vô chi tiết cho anh. Chi tiết. Đai này thì anh chị mình xài rất là bền và chắc chắn ha. Thì bên trong gồm có một sợi dây móc anh chị, một sợi dây thừng móc như thế này, một sợi dây thừng móc. Và phần anh chị thấy là cái phần xi mạ của Titan là nhìn thấy nó khác biệt ha, rất là sáng bóng luôn, mịn màng, da dẻ mịn màng. Đó. Rồi cộng dây này thì tầm chắc 1m2 đến 1m rưỡi anh chị ha. Tầm 1m2 đến 1m rưỡi để em đo kỹ lại. 30 60 60 là m2. M2 phần này tầm m4 nha anh chị ha. Khoảng m4. M4 phần này tầm 20, gần 20 xăng nữa. M4 khoảng hơn 1m rưỡi ha. Rộng hơn 1m rưỡi. Rồi tiếp theo là một cái beo ha. Thì beo này kèm theo bên ngoài là một cái đai êm lưng ha. Cái này là beo riêng đó. Nếu mà anh chị mình gỡ ra, mình không sử dụng cái phần đeo đệm êm này thì anh chị mình có thể mình gỡ ra. Titan đồng hàng ha, đai của Titan luôn đó. Chốt lại rồi phần trên ha. Thì đai là khoảng 1m15 nha chị ha. Em đo là em không đo, em án chừng thôi. Nhỏ nhất là 1m15 hoặc là khoảng 1m2. Titan Pro đi tên lên. Một cái móc ha. Một cái móc này anh chị mình treo thêm gì nữa.
phần bên này. Rồi, bên trong là phần đệm êm ha, phần đệm êm lưng của titan. Đó. Đây chị ha. Phần đệm êm lưng. Chất này anh chị nhìn thấy ha. Chất. Rồi. Bản lớn nhất là khoảng hơn 10 xăng ha. Bản lớn nhất là tầm hơn 10 xăng và dày chỗ này dày tầm là khoảng 1.1 xăng ha. Khoảng 1.1 xăng. Thì cái này anh chị mình đeo vô mình hoạt động lâu, mình nếu mà mình cần đứng lâu ha thì nó sẽ rất là êm lưng, không có bị hằn, bị mỏi ha. Nếu mà mình đeo một cái đai bên này ngoài này thôi. Rồi. Mã số 10 18 ha, 18 750. 18 750. Giá mới tầm khoảng 1.9 nha anh chị. Chưa gồm với ship về Việt Nam. Đây mã 18 ha, 18. 18 750. Chiếc đai của titan. 19 20. 19 là em lên một cây cào vảy cá. Thì cây này là hàng của Nhật ha. Thường thường là cao vải cá thì sẽ có tem giấy như thế này và tem dán lên. Hàng Made in Japan ha, sản xuất tại Nhật luôn. Vải cá bằng đồng. Và cây này cây size nhỏ ha, middle pro. Đó. Rồi. Cây này thì chiều dài là khoảng 17 xăng hơn. Và phần chỗ này anh chị mình cào vải là tầm 4.5 xăng ha. 4.5 xăng một cây như thế này anh chị mình sẽ cầm một này. Đứng vậy ha. Rồi mã số 19 giá 150. 20. Cây này thì bị rơi tem rồi. 20 giá là 200. Cây này size lớn hơn. Đó. Còn sáng bóng gần như là chưa sử dụng nhanh chưa? Còn sáng bóng nguyên. Size lớn hơn. Cây kia 3 lần, cây này 4 lần. Chiều dài là khoảng 20 xăng. Và phần anh chị mình cào vậy là tầm 6 xăng ha. 20 giá 200. 21. 21 ha, em lên một cây cần đây. 21 là cây cần nối, cây này rất là dài của hãng Snap-on. 21 giá 400. Cây này là của hãng Snap-on ha, Snap-on của Mỹ. USA. Đầu là đầu 3/8 anh chị, đầu 3/8 ha. Đầu 3/8 giùm em. Đây. Một đầu âm, một đầu dương, 3/8 ra 3/8. Chiều dài là khoảng hơn 60 xăng ha, chiều dài là khoảng 60 xăng. Hình thức xi mạ là sáng bóng hết anh chị. Hình thức xi mạ sáng không có bị rỉ rỗ ha. Đó. Rồi đây là phần đầu dương ha. Đầu 3/8. Rồi mã số 21, một cây cần nối dài 60 cm của hãng Snap-on Mỹ ha, 21 giá 400. 22. Em lên một cây 22 là một cái đầu ha, phần đầu của cây chỉnh lực. Thì phần này tới đây ha, anh chị về anh chị mình có ráp thêm cái đầu phần cờ lê, mỏ lết hay là cần vặn gì vô thì mình chị mình chế vô ha. Cây này là của hãng Tonichi. Lực là CNL25N nhân cho 10D ha. Chắc lực tối đa là khoảng 25 Newton nha anh chị. Và Made in Japan ha. Sản phẩm chuẩn là Made in Japan này. Đó. Trên này ha. Cây này thì hình thức xi mạ còn sáng còn đẹp nha chị. Dưới này là cái các anh chị mình xoay mình chỉnh lực ha. Đó, chỉnh lực con này mình lắp lại, khóa lại ha. Rồi, cây này còn rất là mới. Vì anh chị mình gắn cái đầu trên vô cây mỏ lết hoặc là cây cần vặn rồi mình xài ha. 22. Giá là 350 phần này. Chiều dài là khoảng hơn 20 xăng. Hơn 20 xăng ha. 22 350. 23. Em lên một cây nĩa 23 giá 400. Cây này hình thức ha. Còn rất là mới. Hai bên là ốp gỗ. Ba chốt. Và cây này là của hãng chữ Y ha chị ha. Một chữ Y thép không gỉ của Nhật ha. Đó, anh chị mình thấy logo nó do khắc la che nên nó bị mờ rồi. Hình thức thì còn rất là mới. Dày dặn ha. Cây này nếu anh chị mình làm ví dụ như quán lẩu bò hay gì đó hoặc là quán những quán nhà hàng hoặc là quán ăn gì đó chị mình có thể lại sử dụng cây này để mình lấy những tảng thịt lớn ra khỏi nồi luộc ha, nồi luộc.
chiều dài là khoảng 44 xăng anh chị ha, khoảng 44 xăng. Và phần này anh chị mình có thể gá lên cái nó cái thành nồi này, thành nồi hầm ha, gá lên thành nồi hầm. Nặng là 300 gram anh chị ha, khoảng là 300 gram, nặng khoảng 300 gram, chiều này là tầm 12 xăng ha, 12 xăng, dài tổng là khoảng 44 xăng. Rồi mã số 23, giá là 424. Em lên một cây tuốt dây điện ha, cây này là của hãng Densan, 24 208. Thì chỗ này có chỗ có chữ là EVF 400, dòng sản phẩm là EVF 400 ha. Đó, ba lỗ tuốt, bên này cũng có một lỗ dẹp ha, cái này ba lỗ tuốt nha chị ha. Và chỗ này có một chế độ chỉnh này, chỗ này có một chế độ chỉnh 1 2 3 4 5, nó chắc giống như là chỉnh cái khoảng khoảng cách lỗ này ha, tăng giảm phần lỗ này. Thì em để mức lớn nhất là mức 5 đi, như là mức 5 thì cái lỗ nó sẽ nhỏ nhất hay gì đó. Rồi để em test thử cho chị mình xem. Đây ha. Đó, test ok nha. Lướt cho nó bị kẹp này. Đây, đường cắt đẹp lên chị. Đây ha. Đây. Test ok ha. Rồi mã số 24 của Ensan giùm em. Và cái này anh chị mình chỉnh được 5 mức này, 5 mức này ha. Chỉnh lên chỉnh xuống 5 mức. Chỗ này lỗ cắt to nhất ha. Rồi, nhiều mức cắt khác nhau, nhiều cắt trực nhiều phi khác nhau, 10 chiều dài là khoảng hơn 17.5 xăng. Mã số 24, giá 208. Đó ha, cơ chế hoạt động. Rồi mã số 24, 208. 25. Em lên một cây cây cần vặn năng. Thì cây cần vặn này hoạt động bằng tay. 25, giá 208. Thì cây này của Mỹ nha chị ha. Cây này của hãng Blackhand gì nè. Blackhand USA. Blackhand US đây ha. USA chắc là em dán vô chữ dưới đây rồi. Đó. Blackhand ha. Rồi. Thì cây này là đầu anh chị mình xoay ha. Anh chị mình cầm chỗ này, anh chị mình vặn chỗ này ha. Đảo chiều thì tự đảo chiều bằng tay thôi. Đầu 3/8 giùm em ha. Đây là phần đầu 3/8 cũng qua xài rồi ha, cũng có xài rồi. Chiều dài tổng là khoảng 40 xăng nha anh chị ha. 40 xăng một cây, anh chị mình đảo chiều như thế này. Vặn bằng tay. Chiều dài khoảng 40 xăng. Mã số 25, 208. 26. 26 em lên một cuộn dây điện ha, một cây sợi dây điện. 26 thì sợi dây này cho anh chị mình sử dụng những cái ổ cắm, những giác cắm ba chấu ha, 1 2 3 chấu như thế này. Thì gồm đầu này thì cũng có thể anh chị mình có thể sử dụng ba chấu, hoặc anh chị mình có thể mình cụp vô một chấu mình cắt đi ha. Đó, mình cụp vô một chấu mình cắt đi. Anh chị mình có thể cụp vô một chấu mình cắt đi ha. Hoặc anh chị mình sử dụng ba chấu như thế này. Thì điện công suất là 15A nha anh chị, 15A và điện là 125V, 15A và điện 125V. Này có một sợi dây mát ở ngoài ha. Chiều dài. Chiều dài tổng 60. Chiều dài tổng là khoảng hơn 90, khoảng 95 xăng ha. 95 xăng. Kèm cộng dây này thì chắc là trong này cùng có 3 lõi nha anh chị nha. Nó chỉ có cấn một tí chỗ này thôi. Cấn rách một tí chỗ này ha. Đó. Cấn rách một tí chỗ này, còn lại thì không có bị cấn nha. Cái này một cái cầu chì. Cầu chì đóng mở ha, on off. 15A và điện là khoảng 100 đến 125V Kyokuto ha. Đó. Đây là cái bảng công tắc ha. Ok ha.
Rồi xuống dưới là anh chị mình ra ba ổ. Ba ổ đều có nắp hết và một sợi dây mát bên ngoài. Thì ba ổ đây ha. Ba ổ. Anh chị mình không xài nữa thì mình đóng lại như vậy. Đảm bảo an toàn. Đây. Rồi mặt bên này. Quảng Nichido anh chị em, Nichido Nhật Bản 125V 15A. Đó, khóa lại là chắc chắn ha. Rồi mã số 26. Mã số 26 ha, 26 350. Nếu chị mình xài những thiết bị mà ba chấu, nếu mình xài hàng Nhật nhiều, ví dụ như tivi, tủ lạnh hoặc là máy tính gì đó thì anh chị mình có thể sử dụng cái này ha. 26 350. 27. Em lên một cây ha. Một cây thì anh chị cho mình chế, mình chế những cái cây dao mình phát cỏ ha. 27 650. Đây là phần dưới anh chị ha. Thì cây này em bán mù thôi. Anh chị nào mình thấy phù hợp thì mình có thể mua ha. Thì giờ view kỹ anh chị mình xem. Phần bị gãy ha. Đó. Rồi. Chiều dài tổng là khoảng 34 xăng đi. Rồi phần lưỡi sử dụng là tầm 21.5 xăng. Bản rộng là tầm 2.4 xăng nha anh chị. Bản rộng tầm 2.4 xăng ha. Đây. Bản rộng nhất là tầm 2.4 xăng. Cái cây này về anh chị mình chế gì mình chế ha. 2.4 xăng độ dày. Độ dày 6 ly nha anh chị nha. Độ dày 6 ly chuẩn ha. Dòng 6 ly. Rồi mã số 27 giá là 650. 28. Em lên một lưỡi móc giấy xanh. Thì 28 giá 520. Lưỡi móc này size lớn nha anh chị ha. Và nếu mà anh chị nào về anh chị mình chế thêm cái cán dài tầm khoảng 50 giùm em. Khoảng 30 đến 50 cm ha. 30 đến 50 cm. Cái này anh chị mình đi phát khóm ha, mình đi mình lạng khóm hay mình đi mình phát những cây nào cũng được ha. Những cây này thép giấy xanh nên là nó rất là bén và bén, độ giữ bén của nó rất là lâu. Cây này thì bén rồi nha anh chị, bén rồi ha. Chỉ có phần nhăm nhăm cây này là ba lớp thép, lớp lõi anh chị nhìn thấy nè, lớp lõi lên tới trên này ha. Đó, lớp lõi lên tới trên này luôn ha. Và nếu anh chị mình xài nó phần lõi nó vào trong nó phải lên tới nửa hoặc tầm khoảng nửa cây cơ, lưỡi dao cơ. Đó. Nhìn cái lớp ram thôi là anh chị mình thấy hàng này rất là xịn ha. Lớp ram còn lỗ nè. Đây. Đó, nếu mình sẽ cầm qua nhiều dòng dao thì mình sẽ thấy được cái lớp ram này rất là xịn. Của làng nghề Tosa ha. Thép giấy xanh của làng nghề Tosa. Cây này về anh chị mình đi phát khóm hoặc là anh đi phát cỏ ven đường gì đó là phát cỏ rẫy gì đó là ok ha. Lưỡi sử dụng cây này là khoảng 16 xăng ha. Phần dưới này là tầm 12.5 nè, 12.5. Đầu nơi này bọc qua là khoảng 6.5 ha. Đó, bọc qua là khoảng 6.5 xăng. Cây này là lưỡi bản còn đầy đủ nha chị ha. Bản còn rất là đầy đủ. Hàng này mới xài lứa thôi. Khoảng là 5 xăng ha. Rồi độ dày. Độ dày tầm 4 ly rưỡi ha. 4 ly rưỡi, có chỗ này là 5 ly này. 4 ly rưỡi 5 ly ha. Phần 4 ly rưỡi phần 5 ly. Và những cái cây này thì cây này dày dặn nên là nó làm tay anh chị. Chỉ có một cấn một tí dưới này thôi. Anh chị mình thấy ha. Dưới này thì không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mình cứ xài bình thường thôi. Đấy. Không có bị ảnh hưởng gì nhiều đâu anh chị ha. Để bãi chỗ này bị dính ngay cái vũng nước mưa nên nó dính vô. Bị rỉ như vậy thôi. Đó. Rồi, cái này thì nặng là khoảng 380g nha. 380g, mã số 28, giá là 520. Chế thì mấy cán là xài được rồi anh chị. 28. Tiếp theo em lên mã 29. 29 lên một mớ này ha. 29. Rồi, 29 em lên cây này ha. Thì cây này là có Hammon 29. Cái này mất cái phần vỏ gỗ ở trên thôi. Đây là phần dưới. Hammon vân vân ha. Đó, anh chị mình thấy cái đường vân ở đó. Đó ha, đây là đường vân. Đây ha, cái đường vân này mình có thể thấy ha. Ba lớp anh chị. Rồi, cái này về anh chị mình chế lại mình gọt trái cây ha. 29, chiều dài là khoảng 14.5 xăng. Phần lưỡi sử dụng là tầm 7.5 xăng. Phần này thì khoảng là 1.2 xăng ha. 1.2 xăng và độ dày tầm 1 ly thôi ha.
Đó, một độ dày tầm 1 ly. Những cây này rất là bén nha chị. Rồi mã số 29. 30. Em lên một cây dao câu cá, một cây dao để anh chị mình đi phượt. 29 30. 30 ha. Cây này có vỏ bên ngoài vỏ nhựa nha anh chị. Ngoài có hình logo này, logo hàng Nhật nha. Đó, logo con cá này. Chữ. Rồi. Nếu mà những cây dao mà đi dao gọi cây dao là đi dao đi anh chị mình đi biển mà đi phượt á thì những cây dao này thép không gỉ. Mình đi lặn biển cũng được ha. Chỗ này là một cái giống như cái đánh vảy cá nè, cái răng cưa để anh chị mình đánh vảy cá. Rồi. Logo ha, chữ Nhật đầy đủ. Chỗ này em bên em đã mài lấy gấp ha. Nếu mà về anh chị mình xử lý cái ba vía này lại giùm em ha. Xử lý ba vía lại giùm em. Hàng còn rất là mới ha, hàng hai chốt đồng. Cán gỗ dày dặn, khít không có bị hở. Chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng 9.5 xăng ha. Bản rộng là tầm 2.8. Rồi độ dày. Độ dày là hơn 2 ly nha chị. Độ dày khoảng 2.2.2 ly ha. Mã 30. 30 ha. 30 2.6. Tiếp theo. Cái này chị mình đi lặn biển cũng được ha, nó không có bị rỉ. 31 là một cây dao cắt dây điện. 31 cho anh chị mình cắt dây điện ha. Cây này là hàng Nhật. Đây. Đây ha. Hai bên là ốp bằng gỗ. Logo chữ Nhật. Đó. Đây là phần lưỡi dao ha. Cây này thì chốt này chỗ này không có bị rơ nha chị ha. Chốt này còn khít không có bị rơ. Chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng 7.8 xăng này. 7.8 xăng ha. Độ dày như thế này cũng khá là dày. Rồi mã số 31 giá là 170. 31 170 ha. Đó, làm theo móc khóa mình treo vô là mình có một cái dao mình bỏ túi đâu mình đọc về các tông mình cắt dây điện cũng được. 31 170. 32. Cây này thì 150 ha. 32 cây này của hãng Topman. Đó. 32 của hãng Topman. Thấy chữ Topman anh chị ha. Đây, phần bên này. Mở ra. Đó. 3 lớp thép ha. Thép 3 lớp lưỡi rồi còn đầy đủ nè. Thì hơi nhăm nhăm trên này anh chị về mình chà thêm giùm em bị tí bên ngoài thôi. Về chà thêm giùm em đây là phần lớp lưỡi dưới. 3 lớp thép ha. Đó. Cái này thì lưỡi khá dài. Chiều dài là khoảng 9.5 xăng. Rồi mã số 32 giá 150. 33 là một lưỡi dao ha. 33 là một cây dao gấp. Cây này cũng 150 luôn. Chữ Nhật đầy đủ. Đây. Cây này thì cây này lưỡi cũng còn rất là đẹp nha chị ha. Lưỡi phun lưỡi cũng còn rất là đầy đủ này. Chiều dài cũng tầm tương đương cây hồi nãy ha. 33 giá 150. Cây này thì da dẻ cũng mịn màng hơn. Đó. Rồi. 33 150. 34 là một cây rọc giấy. Nếu mà cây này anh chị mình làm dao gấp cành luôn cũng được nha chị. Mình làm dao gấp cành cũng được luôn. Của hãng Alpha Grapline ha. Grapline L. Grapline L Japan ha. Mở ra. Đó, mở ra. Made in Japan, hàng chuẩn Nhật Bản nha chị ha. Stainless steel thép không gỉ. Lưỡi này thì rất là bén rồi. Đấy ha. Rồi. Nếu chị mình mở ra xài thì mình khóa chốt này lại cho nó khỏi chạy. Lưỡi sử dụng là tầm hơn 5 xăng. Rồi mã số 34 giá 130. 34 130 ha. Cái này cũng rất là mới. Khóa lại. 34 130. 35. 35 em lên combo 190 ha. 35 thì combo này gồm có một cây anh chị mình để mình dần thịt khi mình nướng thịt hay là mình nướng thịt hay làm gì đó thì mình có thể lấy cái này để mình dần thịt cho nó mềm ha. Đây đầu dày, đây là phần đầu thưa ha. Của hãng Kai Made in Japan, Kai Nhật Bản. Phần cán ha. Rồi chiều dài là khoảng 20 xăng. Phần đầu đường kính phần anh chị mình dần là khoảng hơn 3 xăng ha.
đường kính mình dần là khoảng hơn 3 xăng, khoảng 3.2 xăng như thế này. Rồi mã số 35 109. Kèm theo 35 là combo 2 cây nha anh chị ha. Đó, một cây ghép cành cho anh chị mình sử dụng tay trái nữa của hãng Vero này. Vero. Đây. Lưỡi sử dụng luôn nha anh chị ha. Về chỗ này ha. Đó. Chữ nghĩa đầy đủ hết. Như thế này ha anh chị ha. Mã số 35 109. 35 109. Tiếp theo em lên mã 36. Ha. 36 là một combo một cây 36. Cây này cho thợ về làm lại ha. Cây này thì size lớn. Thép hai lớp nha. Bên trong thì rất là sáng. Cây này là chốt đúc luôn. Đó, chốt đúc vào thép hai lớp nha chị ha. Đây. Cây này thì size lớn. Chữ nghĩa đầy đủ hãng này rất là xịn nha chị. Chốt đồng. Đó, hai lớp thép. Thì cây này anh chị mình thấy không? Rất là xịn. Cây này về cho anh chị mình sưu tầm, về cho anh chị mình thợ mình sửa lại mình xài, hoặc là anh chị mình nếu mà anh chị mình nhà mình có bonsai cây cảnh gì mình muốn chế lại mình làm thì mình có thể chế lại cây này để mình xài ha. Về gắn thêm cái chốt thêm dùm em là được rồi, với lại cái lò xo nữa. Chiều dài là 22 xăng hơn anh chị ha. Chiều dài là khoảng hơn 22 xăng. Hơn 22 xăng. Đó, nhìn cái chốt là anh chị mình thấy nó xịn ha. Chiều dài 22 xăng, cây kéo này size lớn anh chị. Cây kéo này size lớn ha. Đó. Size lớn. Rồi mã số 36 giá 300. 37 em lên một cây ghép cành. 37 208. Cây này hình thức còn trong vỏ còn rất là mới anh chị. Đó, chữ nghĩa đầy đủ. Chữ rất là đẹp ha. Hàng còn mới nha, hoa văn gia cốc, hàng thủ công. Hai lớp thép nè. Lớp lưỡi là còn zin nguyên chưa sử dụng. Tuy nhiên cái phần đầu này để nó bị mẻ tí ha, bị gãy cái đầu một tí thôi. Chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng 5 gần 6 xăng anh chị ha. Gãy cái mũi rồi nó còn tầm khoảng 5.8 xăng thôi. Và độ dày là tầm 1 ly rưỡi 2 ly ha, khoảng 1 ly rưỡi đi. Rồi. Chiều dài tổng là khoảng 19.5 xăng, 19.5 xăng dùm em. Mã số 37 giá 208. 37 208 cây này còn rất mới ha. 37 208, 19.5 xăng chiều dài tổng. 38. 38 200. Đó, cây này thì cây có vỏ, cũng hoa văn gia cốc ha và hai lớp thép này. Đây, chữ Nhật đầy đủ. Những cây này về anh chị mình mài lại thôi là mình có một cây dao mình xài rồi. Thép này không có bị rỉ vô trong nhiều nha chị ạ. Ô ô tí bên ngoài như thế này thôi. Còn những cái mặt này là còn sáng bóng hết hai lớp thép. Rồi. Cây này thì hơi dày. Lưỡi sử dụng là 5 xăng. Chiều dài tới đây là khoảng 11.5 xăng ha. Và độ dày cây này thì tầm là 3 ly nha chị ạ. 3 ly cầm dày cầm nằm tay. Mã số 38 giá là 200. 39. 39 là một cây ghép cành ha. Cây này là size dài. 39. Cây này 207 ha. Chữ khắc rất là sâu. Đây, một cây dao rất là dài ha. Cây này xài rất là lâu. Hai lớp thép đàng hoàng. Đó, hai lớp thép đàng hoàng, hoa văn gia cốc. Hàng thủ công nha chị. Chiều dài phần lưỡi sử dụng là khoảng hơn 6 xăng. Chiều dài phần tới đây là tầm hơn 13 xăng ha, tầm hơn 13 xăng. Đây. Rồi độ dày cây này cũng khoảng hơn 3 ly nha chị ha. Độ dày cây này cũng tầm hơn 3 ly. Rồi. Mã số 39 giá 207. 39 207. 39 40. Đây. 40 em lên combo 2 cây ha. 40. Là combo 2 cây này. Hai cây này là của hãng Nasu hình trái cà. 40. Giá là 300 ha. Nên chị về spa lại mình xài. Đây. Chứ cây trên là hoa văn đa cốc, cây dưới ha. Cây trên là hai lớp thép ha, cây dưới cũng khoảng hai lớp thép nha chị ha. Đây.
nguyên một combo ha. Chiều dài hai cây là cây dưới là khoảng 17 xăng, cây trên là khoảng 18 xăng hơn ha. Đây. Bề mặt nha chị ha. Trà đi ha, về spa lại ha. Thì độ dày cây trên là tầm 2.5 đến 3 ly ha, cây dưới là tầm 2 ly. Tầm 2 ly hơn 2 ly. Phần lưỡi sử dụng là khoảng 4.8. Cây này thì tầm là 5.8 xăng nha chị ha. Nó hai cây như thế này. Rồi mã số 40 giá 300. Em lên cây cưa ha. 41 là một cây cưa của Nhật. Suki. 41 đây. Dòng Suki ha, có con thỏ. Umkogyo Made in Japan, Suki Nhật Bản anh chị ha. Dòng này Super Asen 21. Rồi. Mở ra. Cây này thì còn rất là mới ha. Có hai cái hình dáng nè. Có hai cái nấc cho anh chị mình xài. Đây. Vỏ còn đẹp ha. Suki của hãng Suki. Z1 hay là 21 Z1 nha chị ha. Super Acel 2 Z1 ha, Super Acel Z1. Đây. Lưỡi sử dụng là 21 ha. 21 cm ha. Thép có chữ đàng hoàng. Lưỡi thì còn ram nha chị ha, lưỡi còn rất là ram. Lưỡi sử dụng là 21 cm. Lưỡi sử dụng 21 cm ha. Rồi. Mã số 41 giá là 300. Một cây cưa của Suki ha. Một cây cưa của Suki. Mã số 41. 300. 42 là một cây cưa. Cây cưa này 42 180 ha. Cây cưa này nhìn cầm bề ngoài rất là đầm tay anh chị ha. Cây này thì phần vỏ nó rất là dày này. Phần cán dày anh chị mình. Muốn mở ra thì anh chị mình phải bật cái này lên mình mới mở ha. Cây này thì được sản xuất theo công nghệ Mỹ nên là nó rất những cái khóa chốt an toàn rất là chắc chắn. Công nghệ Mỹ ha, số 5722168 US Pass này ha. Đó. Rồi mở ra. Cây này cũng hai chế độ ha. Và lưỡi sử dụng chắc cũng tầm 21 xăng. 21 xăng nha anh chị ha. Phần cán là còn đẹp hết. Chỗ này là nhựa dẻo ha, chỗ này là nhựa cứng. Cái này tay cầm là những cái ngón tay vô là nhựa cực như dẻo này ha. Rồi. Răng thì còn nhám nha chị ha. Răng còn rất là nhám nha. Độ nhám còn sử dụng ok ha. Rồi. Lưỡi sử dụng là 21 cm. Một cây cưa gấp theo công nghệ Mỹ 42 giá 180. 43, em lên một cây kéo tỉa dăm dáng hơi cong. 43 giá 150. Chút da ha, đây là phần chữ bên dưới. Dán hơi cong lên. Da dẻ còn đẹp ha, một cây hàng thủ công. 43 giá là 150. Rồi chiều dài là khoảng 15 cm. Đó. Lò xo con sâu ha. Bỏ thêm miếng dầu vô. Đó, là hoạt động ok ha. Đây là sao hay to hơn tí. Đây phần lưỡi bên trong anh chị ha. Phần lưỡi này thì có nhăm nhăm tí, phần này anh chị về anh chị mình có thể mài lại thêm giùm em. Mài lại thêm giùm em ha. Đó, như phần lưỡi em view rất là kỹ ha. Anh chị mình xem được thì mình lấy ha. Đó, phần lưỡi. Thì bề mặt nó nhăm nhăm bên ngoài thôi nha anh chị ha. Có mỗi chú ý giùm em mỗi phần này thôi. Đó, cắn tí chỗ này thôi ha. Rồi mã số 43 giá là 150. Cắt ok ha. Cắt ok ha. Đó. Rồi 43 150 một cây kéo tỉa dáng hơi cong. 43 150. 44. Hôm qua kéo anh cá. 44 là một cây kéo mini, con cá mini cho anh chị mình sưu tầm ha. Cây này hàng thủ công. Chữ Nhật đầy đủ. Rồi. Thì cây kéo này hai lớp thép đồng hoàng nha chị ha, hàng thủ công hai lớp thép nhỏ nhỏ nhưng mà làm rất là tinh tế, hai lớp thép luôn. Chiều dài là khoảng 10.5 cm. Đó. Phần lưỡi ha. Chỗ này có cấn mẹ một tí thôi. Về mình cứ xài bình thường thôi chị ha.
Cây này chị nếu mà làm những dòng bonsai mini thì mình có thể sử dụng cây này. Cây này hơi nhăm một tí ha. Rồi, mã số 44 giá là 100. Đó, cắt ok ha. Chỗ này em cắt nó bị trượt lên ha. Đó. Cắt bonsai mini 44-100 ha. 44-100. 45. 45 là một cây kéo thép không gỉ. 45 cây này của hãng Kikuichi ha, một hãng rất là nổi tiếng. Nếu mà anh chị mình đang săn tìm sưu tầm dòng Kikuichi thì anh chị mình có thể mua một cây kéo con cá thép không gỉ này. Stainless steel ha. Hai lớp thép, chiều dài là khoảng 16.5 xăng, 16.5 xăng ha. Chữ đầy đủ nè. Hai lớp thép không? Đó. Em nhầm cây này của hãng Nasu ha. Nãy có hai cây ghép cành Nasu đó anh chị, nếu mình có sưu tầm dòng Nasu thì mình có thể sử dụng cây này ha. Này. Nasu ha, trái cà khắc rất là đẹp. Rồi, mé bên này ha. Lưỡi đẹp nha anh chị ha. Lưỡi rất là đẹp. Chỗ này về anh chị mình chà đi tí giùm em. Hơi lộn lộn một chút thôi ha. Rồi, mã số 45 giá là 208. Đó. Đây là lưỡi lớn này. Đó, ok ha. Phần này là phần lớn. Rồi 45 208 một cây kéo thép không gỉ của Nasu. Nasu. 46. Đây là một cây kéo bướm còn trong vỏ luôn ha. Cây này giá mới cũng cao nha chị ha. Rồi, cây này hình thức ha, zin nguyên nên là bên em cũng chưa đụng tới nha chị ha. Zin nguyên nên em không test nữa. Lưỡi này. Anh chị mình nhìn thấy à, lưỡi còn zin nguyên luôn. Đó, về spa lại về anh chị mình nếu mà có làm thì mình chà lại tí cho đẹp ha. Chiều dài là khoảng 17 xăng. 17 xăng ha. Rồi mã số 46 giá 108, một cây kéo con cá. 46 108. 47 một cây kéo con cá ha. 47 250. Thì cây này có chữ vàng ha, giá mới khoảng 4.500 yên nè. 4.500 yên ha. Đó. Tầm 900 anh chị ha. Tầm 900 thì bán giá 250 là rất là ít so với xem giá mới của nó rồi. Nếu mà anh chị mình nếu mà mình yêu bonsai ha, mình có hai cách những tiệm mà bán cắm hoa cắm bông ha thì mình có thể mua cái này còn chữ đầy đủ. Đó. Thích cắm hoa thì mình có thể sử dụng cái này để mình cắm cắt những cái cành ha. Để cắm cây. Chiều dài là khoảng 16.5 xăng. 16.5 xăng ha chị ha. Chữ Nhật đầy đủ, chữ màu vàng. Chữ ánh nhũ vàng ha. Thì phần này để anh chị mình bấu vô cái cây không bị trượt ha, nó không bị trượt ra. Lưỡi zin nguyên ha, chưa xài. Rồi. Mã số 47 giá là 250. 47 250 ha, một cây kéo. Cây kéo con cá ha, 47 250. 48 năm lên một bộ đục gồm 4 cây ha, 48. Thì bộ đục này là hàng siêu thị mới nha anh chị ha, hàng mới chưa sử dụng nhưng mà để bãi về chung một lô nó cấn nhau nên nhiều cây nó bị nhăm nhăm nhẹ phần lưỡi này thôi. Chứ còn hàng này là hàng mới chưa xài, cây nào cũng là hai lớp thép hết. Này. Hàng mới chưa xài ha, logo đầy đủ. Đó, logo. Rồi đầu tiên ha, cây đầu tiên là cây số 1 như thế này đi. 22 xăng. Cây này phần lưỡi sử dụng là tầm 30 ly ha, 30 ly. Cây đầu tiên, lưỡi 3 ly, 30 ly. Cây thứ hai. Cây thứ hai là của hãng Tetsubaya ha, những dòng của Tetsubaya thì thường làm dao. Rất là nổi tiếng, 22 xăng. Đó, logo ha. Thì những cây này em có lưu ý là để nó cấn với nhau, nhiều khi nó mẹ dăm ở phần này thôi ha. Về thì những cây này anh chị mình mài lại mình xài. Nó không có hao hụt đi bao nhiêu đâu. Rồi cây này lưỡi sử dụng là tầm 10. Cây này lưỡi là khoảng 10 khoảng 23 1 2. Cây này lưỡi sử dụng là 23 ly nha anh chị. 23 ly. Cây thứ ba. Đó. Chiều dài cũng tầm 22 xăng và cây này cũng hàng của hãng Tetsubaya ha. 22 xăng phần lưỡi hai lớp thép. Rồi cây này thì một phân nha anh chị ha, cây này là một phân rưỡi ha. 15 ly. Rồi cây cuối. Cây này cũng của hãng Tetsubaya ha.
Cây này cũng hai lớp thép. Và cây này thì tầm là 9 ly nha chị ạ. Cây hồi nãy là 15 phân, cây này là 9 phân. 15 ly, cây này là 9 ly. Rồi combo như thế này nha chị ạ. 4 cây như thế này. 9, 15, 23 và 30. Rồi mã số 48, combo 4 cây đục như thế này. 48 giá 500. 49. 49 em lên một cây kéo tỉa ha. 49 là một cây kéo tỉa. Đó, cây này là thép cây này là thép Hitachi nha anh chị ha. Cây này là thép Hitachi. Hitachi của Nhật ha. Này. Phần lưỡi sử dụng ha. Thì cây này cũng là hai lớp thép. Thì những phần này bên em chà không có kỹ đâu. Về anh chị mình kỹ mình chà thêm ha. Chà thêm là nó sẽ sáng đẹp ra thôi. Hơi nhăm nhăm nhẹ thôi nha. Nhăm nhăm bên ngoài anh chị mình chà thì nó bay ha. Rồi. Mã số 49 giá 250, cây kéo tỉa dăm này dài khoảng 18 xăng. 18 xăng 49 250. Đó. Cắt cành lớn luôn nha anh chị. Đó, cắt ok ha. 49 250. 50. 50 là một cây kéo bướm 220. Cây này còn rất là mới. Cây này là của hãng. Anh chị nhìn thấy không? Hãng này chuyên sản xuất những dụng cụ bonsai của Nhật và cây này là thép Yasuki. Thép Yasuki là cũng là dòng thép trắng hoặc thép giấy xanh nha, giấy trắng hoặc giấy xanh. Chiều dài là 17 xăng. Cái này rất là xịn nha chị, ốc rời ha. Anh chị mình có thể mở ra mình mài từng lưỡi. Phần lưỡi ha. Thì có bị nhăm nhăm một tí chỗ này thôi. Mình xài vẫn bình thường ha. Đó, xài vẫn bình thường ha. Rồi mã số, cái này còn rất là mới anh chị. 50 giá 220. Đó, rất là ngọt ha. 50 220. 51 là một cây kéo bướm ha. Cây này cũng hai lớp thép. Đó, hai lớp thép ha, chữ Nhật đầy đủ. Này. Rồi, cây này thì phần lưỡi cây này còn đầy đủ anh chị ha, phần lưỡi cũng rất là dài. Chiều dài là khoảng hơn 18 xăng. Đây phần lưỡi bên trong. Đó, lưỡi đều đẹp ha. Này. Phần lưỡi đều đẹp nha chị. Phần lưỡi đều đẹp ha. Chỗ này đen đen thôi, không có bị rỉ nha chị ha. Anh chị mình nhìn thấy hai lớp thép nè và lớp lõi còn đầy đặn. Mã số 51 giá 180. Đây ha. Đó. 51 ha, 180. 52. 52. Em lên một cây kéo bướm. Nếu mà anh chị mình đang cần dòng kéo bướm thì mình có thể sử dụng cây này. 52 một cây kéo bướm. Hãng Nhật đầy đủ ha. Và cây này là thép giấy xanh số 1 giùm em. Cây này còn rất là mới. Chiều dài là khoảng 19 xăng. Cây này 19 xăng. Mã số 52 giá là 380. Chữ nghĩa đầy đủ ha. 52, 380. Đó, hai lớp thép anh chị ha. Có vân xước. Phần nút sơn màu đen. Rồi mặt đằng sau ha, chữ rất là đầy đủ. Đó. Phần lưỡi hai lớp thép đẹp nha chị, phần lưỡi hai lớp thép đẹp nha. Cây này thì không có bị nhăm gỉ nha chị ha, còn khá là mới. Ố đen thì về anh chị mình chà nó bay thôi. Rồi mã số 52 giá 380. Đây ha, ok. 52 380. 53 em lên một cây của hãng Kikuichi ha. 53 208. Đó, cây này nếu anh chị nào mình sưu tầm dòng Kikuichi thì mình có thể sử dụng cây này từ dao bếp cho tới kéo cắt ha. Chiều dài là 20 xăng. Bên này thì khắc hoa văn những cái cây trúc hay gì nè. Đây, phần thép. Chữ đầy đủ không? Chữ rất là sáng, khắc rất là sâu. Đó. Cây này thì chữ nhăm nhăm một tí phần này ha. Rồi. Mặt bên này. Đây anh chị ha. Cây đẹp chị, cây này thì cứ có một phần tí chỗ này nó hơi xấu chút, phần nhăm nhăm một tí thôi. Rồi mã số 53 giá 280. Cái này về mài lại theo giùm em nha. Đó. Mài lại theo giùm em, chưa mài tới ha. Chưa mài tới, chưa bén lắm nha chị. 53 280. 54 một cây hoa văn da cóc ha. Vân búa này, dấu đóng búa. 54 giá này là 320. Những cây này là hàng rèn thủ công nha chị ha, hàng rèn thủ công.
Đây ha. Rồi. Bề mặt anh chị ha, bề mặt thì cũng có nhăm nhăm nha anh chị. Cũng có nhăm nhăm nhẹ nha. Đó. Rồi mặt bên này em view rất là kỹ, rất là sáng rồi, anh chị mình xem kỹ để mình chốt ha. Đó, mặt bên này. Nói chung hai bên này thì có cái mặt này nhăm nhăm nhẹ ha. Không không ảnh hưởng đến phần lưỡi này. Rồi mã số 54 giá 320. Hoa văn da cóc. Ha, cắt ok. 54 320. 55. Cũng lên một cái hoa văn da cóc luôn. 55 350. Đó, cây này 55 ha, 55 350. Đây dáng anh chị ha. Chữ nghĩa đầy đủ. Đây. Cái này được sáng hơn nha anh chị ha. Cái này bề mặt sáng hơn ha. Rồi, mã số 55 350. Đó, cắt ok ha. Rồi, 55 350 cây kéo dài khoảng khoảng 20 xăng ha. 55 350. 56 là một cây kéo bướm. Thì cây này chiều dài là tầm 19 xăng. 56. Hàng chuẩn thủ công Nhật, chữ nghĩa đầy đủ ha anh chị. Đó, anh chị mình thấy chữ đầy đủ ha. 56 giá 170. Đây phần lưỡi ha. Phần lưỡi cũng có nhăm nhăm nhẹ trên, không ảnh hưởng đến phần lưỡi dưới này nha anh chị. Đó, cái này thì cắt giấy cũng được ha. Đây. Đó, cắt giấy cũng ok ha. Rồi cắt cành. Đó, cắt ok. Mã số 56 giá 170. 57. Cây này là còn rất là mới. 57 giá 300 và size lớn. Chiều dài tầm 21.5 xăng. 21.5 xăng chữ nghĩa đầy đủ ăn. Cây này nước sơn màu đen vẫn còn. Dài 21.5 xăng. Đó. Những cái phần này về anh chị mình trà đi nó bay cái lớp màu mụn ở bên ngoài đi thôi. Không có bị ảnh hưởng vô sâu vô trong phần thép ha. Cây này còn rất là mới. Rồi 57 giá 300. Đây anh chị. 57 giá 300. Đó. 58. 58 hôm qua dòng kéo cắt cành. 58 308. Cái này lưỡi cũng còn rất là đầy đủ nha chị. Đây là phần lưỡi. Chữ Nhật đầy đủ, hàng thủ công. Đó. Rồi. Chiều dài là khoảng 18.5 xăng. 58 giá 308 ha. 58 giá 308. Phần lưỡi nha chị ha. 58 giá 308. Đó, phần lưỡi không có bị mụn ha. Ok anh chị. Đó, cắt ok ha. Rồi 58 308. 59. 59 là một cây kéo cắt cành. Cây này size lớn, 59 430, cây này size lớn hơn, dài hơn. Chiều dài là khoảng 20.5 xăng, 20.5 xăng chữ Nhật đầy đủ ha. Đó, chữ Nhật. Cái này hơi mụn mụn tí trên này thôi. Cái này hơi mụn tí trên ha, hai lớp thép. Rồi. Mặt sau ha anh chị ha. Cái này size lớn hơn. Này. Chữ Nhật đầy đủ ha. Đây là phần lưỡi sử dụng này. Rồi. Đây ha. Thì những cây này anh chị về mình bên em mới xử lý bề mặt thôi. Về anh chị mình có thể xử lý thêm phần ba via cho nó ngọt thêm giùm em. 59 giá 430. 59 430, cây này size dài hơn. Đây ha, xử lý cho nó ngọt thêm giùm em. Nó còn ba via nên là cắt nó bị nhầy ha. Rồi, mã số 59 430. 60. Là một cây kéo cắt cành 60 308. 60 ha, chữ Nhật đầy đủ. Rồi. Chiều dài là khoảng 20.5 xăng. 20.5 xăng. Ốc tròn ha, những cây này khá xịn. Hàng rèn thủ công nha anh chị ha. Phần lưỡi còn sáng đẹp. Đây. Đây phần lưỡi ha. Rồi mã số 60 giá là 308. 60 308 ha. Đó, cắt ok ha. Về xử lý thêm ba bia giùm em. Bên em thì những cây này thì thật ra là mài cũng chưa có tới nha anh chị ha. 60 308, những cây
kéo hoặc dai bên em thì anh chị về anh chị mình cần mài thêm bước hoàn thiện nha, là bước mài mài đá mịn khoảng tầm 1000 nit đổ lên giùm em. 60 380. 61 là một cây cắt cành Okatsune ha. 61 280 Okatsune thì hồi trước nãy em tí em sẽ lên mấy cây dao tỉa hàng rào ha. Một cây tỉa hàng các cây mấy cây tỉa hàng rào của hãng Okatsune như thế này. Làm ví dụ đây. Đây ha. Đó. Rồi. Thì 61. Cái kéo này chiều dài tầm là khoảng 19.5 xăng ha. 19.5 nếu đo full lên phủ bì lên là khoảng 20 xăng. 61. Hình thức bên ngoài ha. Đó, cán nhựa còn đẹp ha. Cán nhựa còn đẹp. Lưỡi. Đây ha. Phần lưỡi. Rồi, mã số 61 giá 208. Cắt ok ha. 61 280. 62. Em lên một cây cạp tròn ha, một cây cạp rễ. 62 là một cây cạp rễ. Cây này thì cữ vừa chạm nha anh chị, cữ vừa chạm ha, hình thức cũng còn rất là mới. Hàng này hàng thủ công nha, anh chị nhìn thấy cái đầu của nó nè, hàng thủ công ha. Hàng mới chưa xài. À em nhầm nha, hàng này không có chữ nha anh chị ha. Đây là phần 62 350. Cữ vừa chạm nha, cây này không có chữ giùm em. Hàng thủ công. Chiều dài là tầm 17 xăng ha. Đây là phần lưỡi sử dụng nha anh chị ha, tầm là 17 ly ha, 17 ly. Khoảng 17 ly giùm em. Đó, răng bên trong thì đều đặn nha anh chị ha. Cây này thì về chị về xài thôi. Không cần phải giũa phải mài phần đầu lại ha. Đây. Khít ha. Rồi mã số 62 một cây cạp rễ ha, size là 1/7. 62 350. 63. Em lên một cây cạp xéo. Cây này của hãng Tremac cữ thì vừa chạm nha anh chị ha, Tremac ha. Tremac cữ vừa chạm. Này. Thì răng còn đẹp nha anh chị ha, vừa khít ha. Đó, vừa khít. Chiều dài là tầm hơn 17 xăng. Đấy, răng bên trong ha, răng bên trong thì lưỡi đẹp này. Lưỡi đẹp không có bị mẹ gì hết. Mã số 63 giá 400. 63 400. 64 là một cây cạp xéo. Cây này cũng của hãng Tremac ha. Cây này là cữ còn rất là lớn. Anh chị nhìn thấy cữ nó rất là lớn nè, cữ không có chạm, cữ còn dư rất là lớn. Đây. Khít ha. Rồi. Cây Tremac này chiều dài tầm là cạp xéo che mắt chiều dài khoảng 20.5 xăng. Cữ chưa chạm ha. Răng bên trong. Đó. Răng ha. Rồi mã số 64 550 ha. 64 550. 65. Một cây cạp xéo. 65 300. Cây này cữ cũng còn rất là lớn nha chị ha. Cữ cũng còn chưa chạm. Đó chị nhìn thấy cái khoảng hở nó còn rất là lớn. Rồi, cây này thì chữ đằng sau nha chị ha. Cữ chữ đi ha. Đó, lưỡi thì cây này có bị mẹ ở trên phần ở trên anh chị ha. Đó, có mẹ với lại hơi hở chút, vì anh chị mình giũa thêm ha. Cữ còn rất là nhiều, anh chị mình yên tâm mình giũa mình xài thoải mái. Chiều dài là khoảng hơn 16 xăng. Đây ha. Đó, em view rất là kỹ đó, mẹ tí phần trên như thế này. Rồi mã số 565 giá là 300. Một cây cạp xéo ha. 65 300. 66. 66 em lên một cái đầu cho anh chị mình về chế cái cây cắt cành trên cao ha. 66 hàng thủ công. Đó. 66 550. Chữ ha. Chữ thì hãng đây anh chị ha, hàng thủ công ha, hai lớp thép. Anh chị mình có thể thấy cái lửa lưỡi này nè. Mỏng cũng dày ha. Hai lớp thép nè. Đó, hàng yên tâm là chất lượng hàng thủ công. Và cây này thì dưới này có số 6 hay số 9 ha. Cây này thì da dẻ rất là mịn màng, không có bị mụn mành gì hết. Từ lưỡi cho đến tất cả các bộ phận ha. Chiều dài là tầm hơn 30 xăng ha. Em đo full từ trên này ha, từ trên đầu anh chị mình lấy cái dây thừng này hoặc là dây xích anh chị mình kéo xuống ha. Rồi khoảng hơn 30 xăng. Chỗ này anh chị mình cắt cành là tầm khoảng 2 khoảng nhỏ hơn 3 xăng ha, cắt cành nhỏ hơn 3 xăng giùm em. Đó. Nè, lưỡi thì dày ha,
Đó, phần lưỡi thì dày dặn. Cây này thì rất là bén, hai lớp thép. Như làm những cái móc nữa cũng rất là tinh xảo ha. Hai lớp thép, lưỡi dày dặn. Thì chỗ này anh chị mình gắn thêm một cái ống tuyếp hoặc là một cái cây mây dùm em ha. Cây mây dày ruột cũng được. Cây dày dày chút ha, cầm cho nó đầm tay. Muốn dài nhiêu thì tầm 2 mét, tầm 2 mét, 2 mét rưỡi gì anh chị mình muốn bao nhiêu mét thì mình sử dụng ha. 2 mét, 2 mét rưỡi đó. Rồi, chỗ này thì anh chị mình chế một cái rồng rọc dây thừng dùm em, dây thừng, dây xích gì cũng được, dây thừng ha. Đó, kéo này xuống thì nó sẽ kéo xuống ha. Đó, cắt cành thì đứng dưới mình dịch cái dây thừng thôi, dịch cái dây thừng bên này thôi ha. Lưỡi ok đây ha. Rồi, lò xo bún mạnh mã số 66 giá 550. 67 67 em lên một cây cắt cành, cây này là của hãng Okatsune nè. 67 cây này cây tỉa hàng rào của hãng Okatsune Made in Japan luôn ha, hàng chuẩn Nhật Bản nên chị đang sản xuất tại Nhật luôn. Rồi, còn cũng còn rất là mới ha, cán đỏ trắng nè. À, dòng cán đỏ trắng nha. Rồi, thương hiệu của Okatsune. Chiều dài là khoảng, chiều dài tổng thể là khoảng 73 xăng ha, 73 xăng, lưỡi sử dụng là tầm 17 xăng. Cây này còn rất là mới ha. Đó, hoa văn gia cốc chốt còn sáng ha. Đây là trên ốc có chữ ha, có chữ Nhật Okatsune. Phần lưỡi là không có bị mẻ ha chị ha, ố ố đen đen chút thì anh chị về. Phần trên là phần ram của hãng ha, thì phần dưới lưỡi này ha anh chị ha, đây phần lưỡi này nó đen đen tí thì về chà thêm đến sáng thôi chứ không có bị rạy vô trong lưỡi này. Rồi, đã ok ha. Rồi anh chị mình về có lỏng lỏng hay gì đó thì mình chị mình xếp ốc vô giùm em thêm thôi. Mã số 67 giá 340. 68. 68 em lên một cây Okatsune đi. Đây 68. 68 cây này 300 ha. 68 Okatsune. Cây này thì chiều dài cũng giống như trang nha chị ha. Cây dài, chiều dài cũng như trang, cán cũng đỏ trắng như trang ha. Chữ nghĩa đầy đủ. Lưỡi chỗ phần này thì hơi nhăm nhăm hơn một chút anh chị ha, hơi nhăm nhăm hơn một tí nên là giá cây này là 300 ha. Mã số 68 300 ha. Lưỡi thì bị nhăm nhăm một tí ở trên thôi nha anh chị ha, thì cái này anh chị về mình chà đi giùm em, mình chà đi giùm em ha. Còn chỗ này thì nó không có bị sâu vô phần lưỡi đâu, mỗi tí chỗ này thôi đó. Còn cái này là không có bị nhăm vô lưỡi nha anh chị ha, giống như dính nhựa cây thôi. Đó, em view rất là kỹ vô sát mặt lưỡi cho anh chị mình xem ha. Nó chỉ bị hồi nãy mặt này có một tí chỗ này ha, với chỗ này ha. Rồi, chứ còn nó cũng rất là khít, xài ok. Chỗ này là có cái chỗ này kia mình đẩy vô nó búng ra ha, đẩy vô nó có lực nó đẩy lại ha. 68 giá 300. 69 là một cây cắt cành giống cây hôm qua nha chị ha, thép Hitachi. 69 thép thép Yasuki Hitachi ha. Đó, một cây hàng thủ công. Thì cây này chiều dài là tầm 67 xăng ha, và phần lưỡi sử dụng là tầm 16.5 xăng. Mã số 69 208 ha. 69 208. Những cây này anh chị nhìn thấy họ làm cái cán nó cũng rất là đẹp nè, đầu to đầu nhỏ ha, gọn ở giữa. Rồi, đây là phần lưỡi sử dụng ha, thì cây này lưỡi nó hơi nhăm nhăm mé bên ngoài một tí. Thì những cây này về nó dính đen đen, về anh chị mình chà đi giống như dính nhựa ha, dính nhựa thôi, về anh chị mình chà thêm giùm em. Có khả năng thì nó cũng hơi nhăm nhăm nhẹ vô phần chỗ này nhưng mà em thấy nó không phải đâu. Về anh chị mình lấy nhám ha, mình dấp nước mình chà đi giùm em là nó sẽ ra thôi, không thì mình để vậy mình xài cũng được. Đây, cái này chà nhám cẩn thận nha anh chị ha, chà nhám tay cẩn thận nha. Rồi, chữ nghĩa đầy đủ nha anh chị ha, chữ đầy đủ trên này dưới này ha, chỗ này dính nhựa thôi ha, dính nhựa thôi, chứ còn cây này là hàng rất là bén, thép Yasuki Hitachi của Nhật. Rồi, mã số 69 giá 280.
69 70. 70 là mã cuối cùng ha. Cây này hàng còn trong vỏ, 70 300. Thì hãng này hồi nãy cũng có một cây cắt cành hãng này ha. Đây, cây cắt kéo bướm hãng này ha, sản xuất bonsai của Nhật. Rồi, cán chữ Nhật đầy đủ ha anh chị. Đó, chữ Nhật đầy đủ ha. Tem cây này à, nhìn thấy hai cái khâu còn sáng ha, hàng cũng còn rất là mới. Rồi, chốt này anh chị mình có thể gỡ ra rồi mình mài lại ha. Rồi, lưỡi bên trong thì cái này cũng dính đen đen, nó không có bị rỉ vô trong lưỡi anh chị ha. Rồi, đó. Rồi mặt bên này ha. Rồi, 30 60 khoảng 68 xăng ha, và phần lưỡi sử dụng là tầm 10-15 xăng. Hoạt động ok nha. Những cây này thì lưỡi anh chị mình cắt tỉa vẫn được rồi. Đó, cắt ok ha. Đây. Rồi mã số 70 giá 300 ha. 70 giá 300. Ví dụ như cây này. Đây ha. Đó. Cắt là ok ha. 70 300 nha anh chị ha. Cây cây này. Ok ha. Nhiều cắt ok hết. Đây ha. Cây này thì chỗ này nó hơi bị như kiểu bị lỏng một tí, về anh chị mình siết ốc này lại giùm em. Đó. Rồi, mã số 70 ha, mã cuối cùng là 300. Rồi em đã lên 70 mã clip số 79, anh chị chốt mã nào thì mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Qua ngày hôm sau thì có gì anh chị mình nhắn tin giùm em ha. Và em có cập nhật những mã còn như phần bình luận, anh chị mình có thể xem trên đó mình chốt hàng giùm em. Và bên em không sử dụng Zalo để chốt hàng ha, lưu ý giùm em chỗ này. Rồi em xin chân thành cảm ơn.